Rồi, sau đây mời anh em nghe ca khúc Về Lại Đôi Chim của Như Quỳnh qua sự thể hiện của một ông ly đèn cara đánh cặp loa ly B112. Cho ra tiếng bass rất là mềm. Hãy subscribe.
cảm ơn các bác đã dành chút thời gian nghe ca khúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Để theo dõi những sản phẩm bên đây, anh em vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào nút thông báo luôn. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều.